Các bạn thấy không? Giống như kiểu Tôn Ngộ Không đi thiệt kinh. Gây chân ở vân. Cho chạy đi. Cho chạy đi đằng kia quay lại. Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2019. Và trước mắt các bạn đây là chiếc máy băm cỏ vừa cắt và vừa băm luôn. Nó có hai chức năng. Đó chính là chiếc máy băm cỏ Orex HR661. Chiếc máy này thì hôm trước chúng tôi cũng có một chiếc dạng như thế này. Nhưng mà cấu tạo của nó là cấu tạo bánh xích. Nó không phải là cấu tạo bánh lốp như thế này. Và cái chức năng hiệu quả của nó thì chúng tôi cũng đã test lên cho quý vị và các bạn xem. Dòng này cực kỳ trâu luôn. Bởi vì những cái dòng máy cắt cỏ thông thường trên thị trường ấy là nó chỉ cắt gốc thôi, cắt kiểu cắt ngang. Còn con này là đưa vào xong nó băm nát bét luôn. Do đó thì với cái tình trạng ví dụ như cái cỏ các bạn rậm ấy, hoặc là cỏ nó khó nhai ấy, dai, cỏ lẫn cây bụi, đưa này vào cắt một phát nát bét luôn, đưa đầu đến cắt đến đấy luôn. Dòng này rất là khủng, hàng này là hàng của Nhật. Nếu mà các bạn tìm hiểu giá của một chiếc máy này tại Nhật, nó sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 100 triệu. Chắc chắn. Các bạn thử lên mạng, các bạn tìm những cái dòng máy băm cỏ kiểu như thế này tại Nhật là khoảng tầm trên 100 triệu. Đấy là hàng sản xuất tại Nhật đấy. Còn đây là hàng bãi đã qua sử dụng. Giá của nó rẻ thôi. Giá con này chỉ ngang một con máy sới thôi. Khá là phù hợp nếu mà các bạn sử dụng, tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Ở chiếc máy này thì khá là to các bạn nhá. Chiều rộng của nó khoảng tầm 1 mét hơn 1 mét. Chiều dài cũng hơn 1 mét. Chiều các bạn có thể thấy được cái chiều lưỡi cắt này khoảng tầm, theo tôi nghĩ khoảng tầm 80 phân. Thì với cái đường cắt như này khá là rộng và nó có thể băm được tất cả các loại cỏ luôn. Chúng tôi sẽ sâu cái lưỡi cho các bạn xem. Cái lưỡi này các bạn có thể thấy một cái trục này là gồm hai lưỡi kép này. Trục băm này các bạn nhớ. 3 tầng lưỡi. Tổng cái dao này là 40 dao. Thì các bạn thử tưởng tượng xem nếu mà cỏ nó bị cuốn vào cái buồng băm, đây gọi là buồng băm. Cỏ mà bị cuốn vào buồng băm như này với 40 con dao như thế này thì không bao giờ loại cỏ nào còn có thể mà sống sót được và tan nát luôn. Các bạn có thể thấy được kết cấu của máy này khá là ok. Hàng này là chúng tôi đã dọn vệ sinh, đã test thử ok rồi, vận hành ok rồi. Và lát nữa thì chúng tôi nếu có thời gian thì chúng tôi sẽ ra cái khu vực cỏ thực tế để chúng tôi băm cho các bạn xem. Hiện tại các bạn có thể thấy quanh khu Điện Máy Bình Sơn này nó xây dựng lại khá là nhiều rồi, nên là cái loại cỏ mà mặt phẳng thì còn rất ít. Các bạn lưu ý nhá, cái này máy này thì nó phù hợp với cả những bác nào mà có địa hình nó bằng phẳng, nó thoai thoải chẳng hạn như thế, không lẫn đất đá quá nhiều nhá. Còn nếu mà các bác nào mà sử dụng toàn đá ong thì chiếc máy này nó không phù hợp đâu, băm như thế thì tan nát hết lưỡi. Đấy, nên là chúng ta phải biết sử dụng máy vào những cái địa hình phù hợp. Đối với những địa hình dốc tất nhiên rồi, máy này nó sẽ không thể leo được. Và đối với những cái địa hình mà nhiều đá sỏi quá thì tất nhiên rồi, máy này gọi là máy băm cỏ chứ không phải băm đá. Nên là các bạn đừng hỏi những cái câu hỏi ví dụ như là máy này ở vùng đất đá có dùng được không. Không có máy nào dùng ở vùng đất đá được. Vì là máy, tên của máy là máy cắt cỏ chứ không phải với là máy băm cỏ, chứ phải tên là máy cắt đá với máy băm đá đâu. Nên là nếu mà các bạn mà hỏi những câu đấy thì tất nhiên là nó không xài được rồi nhá các bạn nhá. Hỏi nó hơi thừa. Rồi, chúng tôi quay lên như thế này để cho các bạn biết thêm những cái dòng sản phẩm mới, để các bạn có thể ứng dụng được những cái chiếc máy vào những cái công việc phù hợp của các bạn, làm sao đạt hiệu quả cao nhất, giảm thiểu sức lao động và tăng hiệu quả. Rồi, các bạn có thể thấy được chiếc máy này thì nó sử dụng động cơ Kubota GR250. Động cơ Kubota GR250. Cái động cơ này thì có công suất là 9 HP. Bình thường những cái máy sới thì chỉ sử dụng động cơ tầm 6 HP thôi. Nhưng riêng máy băm cỏ này, cái trục phay các bạn có thể thấy 40 răng. Do đó thì nó phải sử dụng động cơ 9 HP thì mới có thể tải được GR250. Công nghệ của động cơ này là công nghệ COHV các bạn nhé. Công nghệ đời cao. Còn công nghệ OHV đời thấp hơn công nghệ COHV nhé. Đây, các bạn có thể, đây là số này. Các cục số này. Tiến lùi này. Đấy, tay thao tác rất là ngoằng. Mỗi bên này hai tay để các bạn có thể chọn được nhiều cái chế độ chạy rồi là chuyển hướng, rất hay nhá. Còn cái chốt này có chức năng là để các bạn điều chỉnh cái độ cao thấp của cái lưỡi, các bạn muốn đưa xuống sát đất hay không. Ví dụ nhiều khi cái cỏ các bạn đưa sát quá nó chém như thế, nó bung bốc thì nó sẽ rất là hại dao.
thì các bạn có thể điều chỉnh được cái độ cao thấp dựa vào cái tay này. Đây, biểu tượng của Orex Hammer. Đấy, rotor này, Kernai. Orex là một cái hãng chuyên sản xuất các loại máy thiên về băm cỏ hơn, băm cỏ với đánh cỏ hơn là thiên về với cắt cỏ hơn là thiên về máy sới. Đây các bạn có thể thấy là dòng chữ Orex Core.ltd này, Mini Japan HR661. Nói chung là tất cả các cái máy mà tại Nhật đấy mà về cắt cỏ này, cắt cỏ các dạng luôn, các model ấy, thì Orex nhà nó khá chuyên dụng, nó mạnh về những cái dòng máy cắt cỏ. Còn máy sới thì Kuta, Mitsu. Còn máy như máy bơm thì các bạn có thể thấy được đứng đầu vẫn là Kosin. Thì tùy theo từng hãng nó sẽ thiên về một cái dòng máy hơn nha các bạn nhé. Rồi chúng tôi quay lên như này để các bạn có thể thấy được, rõ được, nắm được và biết được đến cái dòng máy cắt cỏ, băm cỏ chuyên dụng Orex HR661. Rồi nếu các bạn thấy video này hay, vui lòng like, subscribe kênh, đăng ký và bật chuông thông báo nhé, để liên tục cập nhật những video mới nhất. Rồi để những cái người làm video như chúng tôi có thêm động lực để làm nhiều video mới. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc các bạn có thể lựa chọn cho mình được những chiếc máy phù hợp nhất với địa hình, tăng hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Các bạn thấy không? Giống như kiểu Tôn Ngộ Không đi thiền kinh, cưỡi cân đầu vân. Cho chạy tít đằng kia. Cho chạy tít đằng kia quay lại. Như ai nhờ. Ngon lành không? Nhìn hài vãi, tếu. Sướng bằng đi Lamborghini không? Các bạn không? Giống hệt địa chủ ngày xưa đi thăm ruộng. Ý hệt luôn. Rồi tắt máy đi. Rồi ok, nếu các bạn thấy video này hay, vui lòng like, subscribe kênh, đăng ký và bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc các bạn sau khi xem xong video này có thêm những lựa chọn hợp lý cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại.